đi đặng. Châu xin chào cả nhà của kênh Khám Phá Vùng Quê. Hôm nay thì Châu trở lại thăm nhà của bà ngoại Linh với lại cháu Trà, mà hôm trước Châu có quay clip và được các mạnh thường quân hỗ trợ tiền để Trà có thể tiếp tục con đường học tập của mình. Và bây giờ là hơn 6 giờ chiều ngày 12 tháng 7 rồi. Thì Châu đi làm công việc gần đây nên ghé nhà thăm hai bà cháu. Ba ơi, cha ơi, Trà chắc là đạp xe đi chơi rồi. Chào bà ngoại Linh. Chào bà ngoại Linh nha. Trà đi tập võ hả? Đi tập võ trường sát đây hả? Mấy giờ Trà mới về? Trà 7 giờ chơi đó con. Tới 7 giờ hả? Em Trà ướt thấy cái đồ cô nói vậy. Bà ngồi bật điện lên coi thử. Nó nằm cái chỗ này mà ướt quá. Lúc nãy là trời mưa nè cả nhà. Lúc nãy trời Quảng Ngãi mưa to lắm. Giọt á bà. Trời mưa giọt. Chứ mấy hôm là Trà ngủ ở đây đúng không ạ? Trà ngủ ở đây mới cuốn nhã đó. Ngủ ở đây rồi mưa cái nhã ướt là kinh bỏ chạy luôn. Mấy này chạy cầm kỹ luôn mới ướt mà đôi nè. Ngủ thì mưa nhau nghe con này có chuyện gì không con? Con lên thăm hai bà cháu sau khi mà nhận được tiền mạnh thường quân hỗ trợ thì cuộc sống nó có thay đổi gì không mà? Thì mình có mua sắm gì không bà ngoại? Bà cũng chưa mua sắm cái gì luôn á. Riêng Trà thì có mua gì không? Là mấy anh mua hết cho Trà rồi. Thì mua cái gì bà ngoại? Coi như mua quạt, mua đồ đây cho Trà nè. Đây nè, đây là chiếc bàn học mới của Trà nè. Rồi xe đạp Trà đi rồi. Rồi đây cũng là một cái cây quạt mới của Trà luôn. Và một chiếc xe đạp nữa không bà ngoại? Chiếc xe đạp đó là anh Minh Mỹ cho đó. Cho 5 triệu. Vậy mừng quá bà ha. Vậy là Trà có chiếc xe đạp mới rồi. Là Trà được đi học võ nè, đi học thêm nè. Rồi học thêm một môn nữa hả? Cái môn mà bữa hôm bữa. Hôm bữa là học môn toán đúng không? Môn toán là cho em học môn anh văn nữa đi. Bữa nay là cho Trà học thêm môn anh văn nữa nha. Bây giờ xuống dưới trường là Trà đang học võ dưới. Nãy con đi ngang qua thấy tụi nhỏ đang học võ dưới cũng khá là đông á. Ở Quảng Ngãi thì tháng 7 trở đi thì theo dự báo thời tiết thì có mưa lớn đó bà. Năm nay mùa mưa bão sẽ về sớm. Theo dự báo mà bây nhà bên kia thì tôn xi măng bà sợ quá, năm kia nó lồn bà 9-10 tấm luôn kia. Bà nó thầm nấp tay dưới cái giường cả nó đun như cái giường cũng tội lắm con. Tại vì á cả nhà biết không, khi mà mưa bão ở Quảng Ngãi á thì những cái cơn dông lốc rất là lớn, rất là mạnh. Những cái ngôi nhà mà mái ngói như thế này nè, những ngôi nhà mà không kiên cố á thì có thể bị gió nó làm tốc mái bất cứ lúc nào luôn bà ha. Năm ngoái là mình có bị không? Năm ngoái mà không bị, nhưng mà cái năm trước mà bổ thì không phải là bà bị. Trà đi học võ hồi mấy giờ bà ngoại? 5 giờ Trà về. Học 2 tiếng hồ. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Nhưng mà anh đó là anh cho học không á, chứ không có tốn tiền. Đi học võ là học miễn phí hả? Anh đã bên nhà đã biết thường đó. Anh dạy võ cũng gần đây luôn. Sáng nay nữa anh kêu nó đây rồi. Là Trà đi học võ được mấy ngày rồi hay là lâu chưa? Cả được 3 tháng rồi đã nhận. Học đề ái rồi đó. Cái con mà đó. Lên đề cam rồi. Giỏi quá hả? Trà là siêng lắm còn nếu mà có người mà tí thức dạy cho Trà thì Trà cái gì cũng ngon mà Trà
cũng không lắm. Dạ. À, vừa đầu có một số hai người vô hỏi trà có sách rớt không, mà ấy là bà không có, chứ nếu mà bà có là bà cũng nói là bây giờ để cho cháu nó cũng thụ bà thôi, chứ không có cái gì gọi là mà để mà nêu lên là hỏi tham với trà có sách rớt không. Tức là sao bà ha? Tức là sao, cũng chưa hiểu. Sao mà bọn con quay 3 ngày cha trà rồi đó. Dạ. Cách hai hôm nữa là có hai anh vô anh hỏi. Anh hỏi làm sao? Anh hỏi là trà có thấy trà có sách rớt không? À, tức là hỏi có trà có đi sách rác nữa hay không mà. Bà chạy bà xài bà cái ham, từ khi nó trà nó trông luôn mất. À. Nó sách rác. À. Cái bà nghĩ là sách rác nhưng mà thì nó cũng không có tốt dụng, nghĩ do bà làm không kịp. Rồi em rồi con hiểu rồi, tức là khi mà được Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền thì trà chăm chú công việc học tập hơn. À. Và cái công việc mà xách rác hay là xách nước ở ngoài chợ không đó. Nhẹ thôi, ấy là rớt không thôi chứ nước thì bà xách. Nước là không xách nữa đúng không? Dạ. Chứ mà rớt là coi như cái hậu xe nó lên. Bà làm không kịp. Bà làm không kịp, chứ mà tới nay thì chắc có lẽ là trà nó học từ trưa lắm. À. 1:30, 12 giờ thì chắc là chấm dứt. À, chắc chừng đó là bà tập trung việc học hơn. Còn cái công việc gom rác dọn rác thì để cho bà làm. Dạ, bà tranh thủ làm sớm thì nó kịp giờ hơn đúng không? Dạ rồi con hiểu. Nhưng mà cái nó phụ bà thì nó đã hơn một phần. À rồi con hiểu. Nhưng mà hết khi một trà đi học là bà lo, bà tranh thủ mình nấu cơm để sáng nó trà gì. À. Trà em trà đi học. Tức là từ khi mà kết nối được Mạnh Thường Quân á thì cuộc sống của hai bà cháu thay đổi khá là nhiều. Có tiền để trang trải việc học tập cho trà này. Bà ngoại Linh cũng bớt suy nghĩ, bớt lo lắng về cái việc mà việc học, việc đóng tiền này kia ha. Chứ mà vừa đầu bà kia Mạnh Thường Quân kia ái là bà sợ nhất là cái khao mà cháu vô trường đó. Dạ. Sợ nhất luôn á. Sợ nhất cái khao vô trường đóng tiền hay sao, hay là bà sợ cái khao gì? Sợ nhất là khao vô trường đóng tiền với không có còn ốm em đi học á, bà luôn lo. Rồi mình trả nợ cái hai bộ đồ mà mai chịu đó chưa? Hai bộ đồ quần áo cho trà đi học á. Trả rồi. Mua xe đạp đẹp xứng lên trả luôn. Tức là bây giờ mình không còn cái khoản nợ nào hết. Không. À, khỏe quá ha. À. Tối là mình có thể ngủ ngon rồi đó. À. nó rủ bà qua ngủ liền, nhưng mà tối nay là không đi ra là không. À. Em trà là đang học võ trong sắp, cái môi trường này, em sắp mùng rồi mình chạy tiếp. Đang học võ miễn phí, được một anh gần nhà ảnh cho học suốt 3 tháng rồi. Và lên đai màu cam rồi. Mình thấy ở trong đó thì có đai màu cam, màu vàng, với lại đai màu trắng. Trà bây giờ xin thầy về rồi nè. Chiếc xe đạp mới đó. Trà đi học từ 5 giờ chiều đến 7 giờ. Nay có xe đạp mới đi sướng quá hả? Đây là trường trung học phổ thông gần nhà đó cả nhà. Sau này mà Trà lên phổ thông thì có lẽ là học ở đây là gần nhà nhất, là tiện nhất. À, bà ngoại lúc nào cũng cười vui vẻ hết ha. Đó, chuẩn bị cắt cây lên, nó đi về đu đủ cho mấy chú ha. Phải không? Đó. Có đu đủ đâu mà khèo bà. Chạy cái này, ba cây nó về lòng sang mà ta mưa nó. À, Trà, ở đây chú nói. Ở đây cho chú hỏi nè. Trà học võ được lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi.
học được bao lâu rồi? Như là 3 tháng. Hơn 3 tháng chứ. Hơn 3 tháng hả? Dạ. À, cho chú hỏi là cái đai màu cam á là cái đai thứ mấy? Dạ, như là đai thứ 3. Đai thứ 3 là cái đai giỏi nhất hả hay sao? Dạ không, đai thứ 3 là thấp. À, bây giờ bên như là 9 cấp đai. 9 cấp đai. Dạ. Là trà. Ấy là 8 cấp đai một màu, màu đen trắng á. À, 8 cấp đai một màu. Dạ không, khác màu chứ. Khác màu. Dạ. Là một màu đen trắng. Là trà là lên đai thứ 3 rồi đó. Dạ. Giỏ này là giỏ gì? Dạ, karate. Karate. Dạ. Múa dài đường chú coi được không? Không, học 3 tháng rồi mà. Dạ. Cho mấy chú coi thử em. Múa đơn giản cũng được. Rồi, sau đây em Trà sẽ biểu diễn cho các cô chú xem một vài đường mà em Trà đã học karate do. Rồi. Mà chỗ này cái lỗ xíu hay chưa? Không sao đâu. Ê. Wow, giỏi quá. Gió này là bảo vệ bà ngoại được rồi đó, đúng không? Không, thằng Chi mà là cũng khá là bất ngờ khi mà Trà học võ được nhiều tháng nay, nên thành ra Trà cũng có sức khỏe. Mà mấy hôm trước mà chú có quay Trà xách nước ngoài chợ, xách rất là khỏe, rất là mạnh. Từ cái bữa giờ đó thì Trà thấy cái cuộc sống của Trà với bà ngoại Linh thì nó có thay đổi như thế nào không? Dạ, và nó có thay đổi cuộc sống vui vẻ hơn, bớt cực khổ hơn. Dạ, hầu giờ nó cực khổ nhiều lắm. Dạ. À, bây giờ là mình khỏe hơn rồi đúng không? Dạ. Mình bớt suy nghĩ hơn về kinh tế đúng không? Dạ. Bây giờ Trà có còn ra chợ để gánh nước với lại gom rác không? Dạ có, nhưng mà ít hơn. À, tần suất nó ít hơn. Sao rác thì vẫn bình thường, mà chảnh nước thì ít. À, gom rác thì vẫn còn làm. Dạ. Mà gánh nước thì ít lại rồi. Dạ. Trà vô đây giới thiệu cho mọi người là chỗ ngủ của Trà hồi nãy như thế nào? Nãy do là mưa á, mưa nó dột nhiều quá. Với lại hôm nay nó bị dột trên cái bàn học, cháu không? À, nó dột trên cái bàn học hả? Dạ, mưa chai lại rồi. Mưa đây là mưa. Từ bữa giờ thì Trà mua sắm được cái gì, các cô chú mua sắm và tặng được cái gì? Dạ, mấy chú cô chưa có vô cho tới để chắc mấy ngày nữa là mấy chú cô vô tới. Giao cái gì? Giao như giao về thứ nữa. Hả? Thiếu quá. Giao cái gì Trà? Giao quần. Chưa giao tới là gì? Giao cái gì? Mua cái laptop hay là cái máy tính đúng không? Dạ, à tính toán là cái máy tính đó. Cái đó là cái máy tính cầm tay đó đúng không? Để giờ lên lớp 6 là học nhiều á. Tính cho nó nhanh để lên lâu á hết thời gian. Từ bữa đó là Trà học thêm được môn tiếng Anh nè, nãy nghe bà ngoại nói đúng không? Dạ, môn toán. Có mong muốn học thêm môn gì nữa không? Dạ, mấy môn khó cho học được rồi. À, mấy môn khác học được rồi. Dạ, môn tiếng Anh môn tới giá yếu xíu này nha. Cháu cũng đi học thêm. Dạ. Lên lớp 6 rồi mình có quyết tâm đạt học sinh gì không? Cháu muốn xin tiền tiếng hạng là C.
xin rõ. Xin số khác rồi. Nếu mà xin tiên tiến vẫn được. Còn cố gắng lần nữa thì là xin rõ. Quá tuyệt vời. Ở đây là các cô chú mua cho cái đàn học đó nè, bật lên thử coi. Cắm điện, không có điện dự phòng hả Trà? Cái bên này không có điện dự phòng hả? Phải có cắm nguồn mới lên nè. Còn cạp là do cái điện này mưa quá cho hơi đi giúp như này. Mưa quá đúng không? Bỏ đi đây. Cái này á, mua cái ghế mà ghế dựa á, sao mua cái ghế này ngồi lâu á, cái nó mỏi lưng lắm. Mua cái ghế dựa đó Trà. Thấy không? Rồi bây giờ là khỏe rồi ha. Bây giờ Trà có muốn nói điều gì không? Cứ thoải mái thôi. Mình suy nghĩ cái gì thì mình nói cái đó, không vấn đề gì hết. Cháu sẽ cố gắng học hành để đạt đại học sinh tiên tiến học giỏi ha. Không phụ lòng với cô chú để đóng góp cho cháu học. Cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều. Rồi. Tuyệt vời rồi, cố gắng nha Trà ha. Đây là cái gì đây? Cái bản hồi đĩa cái bàn thờ hả? Dạ, nhưng mà bây giờ bóp con ghế hết rồi. Ngày xưa là thờ cái bàn thờ ở đây. Bây giờ cái đó chỗ đó là nó đĩa nó kia vỡ rồi, cái tủ á. Cái tủ để sách vở của Trà hả? Nhưng mà bây giờ do nó bụi quá, rớt mưa với là bụi rớt xuống nhiều quá cho nên cho chú hỏi là Trà lên lớp 6 rồi mà mua sách chưa? Có sách chưa? Đâu? Mấy chú bữa mua rồi. Sách bọn đó một bộ đầy đủ ha. Bây giờ nói một câu tiếng Anh nào đó, cảm ơn đến các cô chú đi. Cái câu cảm ơn đơn giản thôi. Ví dụ như là thank you very much. Thank you very much. Kiểu như mình học tiếng Anh rồi mình thực hành hoài cái nó quen ha. Từng dần dần nó sẽ giỏi. Rồi. Hôm nay chú ghé thăm nhà hai bà cháu thôi. Để cho các cô chú xem cuộc sống của hai bà cháu nó thay đổi như thế nào. Nó bị tác động ảnh hưởng như ra sao á. Bữa nay là thấy hai bữa nay thấy Trà là tươi hơn mấy hôm. Tươi nè mà trắng rồi. Cái bữa cơm nó cũng đông đầy hơn đúng không bà ngoại? Bữa cơm nó cũng có nhiều thịt hơn đúng không? Nhiều thịt heo với nhiều rau hơn nữa hả? Nhưng mà cháu ít ăn rau lắm, ăn rau nhiều muốn không? Ít ăn rau hả? Dạ ăn rau muống là được thôi. Còn những rau khó là cháu ăn được. Bữa nay ăn được 2 tô cơm. Bữa nay là vui vẻ nè, có mọi thứ mà mình cần rồi. Rồi mình đi tập thể dục, mình đi tập võ, đạp xe đạp. Có sức khỏe và ăn cơm rất là ngon. Học tập rất là tốt. Thì người ta có tinh thần mà. Rồi xin chào hai bà cháu nha. Rồi. Bye bye.